Giao và nhận. Con giao ạ. Vâng. Giao con Hưng Thảo Gia và đây là chị Phương, điều dưỡng trưởng của khoa ngoại tai mật tiết niệu ạ. Thì đây là cha Thường. Cháu giới thiệu với bác, đây là cha Thường, giám đốc Caritas Thanh Hóa và của bên tòa giám mục Thanh Hóa. Vâng, chúng cháu hôm nay là có qua sự kết nối của khoa thì có giới thiệu về bác và hoàn cảnh gia đình bác ạ. Chúng cháu có xin kết nối với cha Thường thì hôm nay đến đây thăm bác, có thể là sẽ hỗ trợ động viên một chút để mong bác mau khỏe bác nhá. Vâng. Giới thiệu với cha, đây là bác Giao, sinh năm 1948 ở Thạch Sơn, Thạch Thành ạ. Bác là người dân tộc Mường, thì bác chẩn đoán là viêm phúc mạc, nhưng là người là như trường hợp của bác này là một lần đúng chị Phương, phải mổ rất nhiều lần, và hoàn cảnh thì cũng hộ cận nghèo, rồi bệnh người nghèo này mà điều trị nhiều lần nên cũng rất là tốn kém. Bác thì cũng có con nhưng mà toàn cả nhà cũng làm nông đấy thôi ạ, không có điều kiện về kinh tế cả. Bây giờ chắc là cũng phải điều trị rất nhiều, nhưng hôm nay cũng nên điều trị tại bệnh viện tỉnh thì điều kiện cũng thấy khó khăn, không có lên đây là các bác sĩ muốn kê thêm mấy cái thuốc để có thể điều trị trong lúc này á, nhưng mà vẫn chưa có gia đình chưa có chi phí á, nên là các bác bác sĩ ở đây cũng có kết nối với chuyên khoa về ca bệnh này, mong sao hỗ trợ một chút để bước đầu là bệnh nhân sẽ có. Cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn nhân viên phòng công tác xã hội của bệnh viện đa khoa đã kết nối. Thì hôm nay tôi là linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường, giám đốc Caritas của giáo hội Thanh Hóa. Chúng tôi nhận được thông tin của bệnh nhân ở đây, người dân tộc Mường ở vùng sâu vùng xa đó, và gia đình lại khó khăn, bác là vì bệnh hiểm nghèo phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Chính vì thế nên là chúng tôi đến đây để thăm, động viên tinh thần cho bác nhé, để bác có tinh thần lạc quan hơn để mà chiến đấu với bệnh tật nha. Vâng, thì hôm nay đến đây để thăm bác thì bên Caritas Thanh Hóa cũng có một chút quà. Đây là của ân nhân, vị ân nhân ngày hôm nay đó là chị Lisa Đỗ đó. Thì chị cũng giúp nhiều người lắm, nhất là những người dân tộc vùng sâu vùng xa ở trong Tây Nguyên đấy, rồi là giúp về ơn gọi, tức là giúp về đào tạo về các thầy để rồi các thầy trở thành linh mục đó. Thì chị có khi tấm lòng rất là lớn, nhưng mà chị cũng giúp đỡ nhiều, cho nên là hôm nay thì chị gửi về cho bác đây là 2 triệu đồng nhé, để giúp cho bác để phụ vào với gia đình để mà lo chữa trị bệnh tật nhé. Để chúc cho bác gặp thầy gặp phước, rồi chóng được khỏi bệnh nhé. Vâng, thì đây là số tiền là 2 triệu đồng của anh chị Lisa Đỗ nhé. Thì gia đình con xin thay mặt gia đình rất là con xin cảm ơn cha đã cùng đoàn nên là tất cả anh chị em bác sĩ trong bệnh viện. Vâng. Đấy. Chị Phương có đôi lời, chị Phương. Cũng thay mặt khoa để cảm ơn cha với lệ đoàn đã đến cũng tạo điều kiện cho bệnh nhân với lại bệnh nhân điều trị tốt hơn. Vâng. Cũng mong là chúng ta luôn đồng hành với nhau, giúp đỡ những bệnh nhân hoàn cảnh. Vâng, thì chúng ta đồng hành với nhau. Thì các bác sĩ ở đây thì điều trị về thể xác, chúng tôi cũng giống như những bác sĩ tinh thần đó. Thì động viên tinh thần cho bệnh nhân, rồi mỗi người chúng ta cộng tác với nhau để lo cho các bệnh nhân có được cái điều kiện chữa bệnh tốt nhất nhé. Vâng,
Hết lòng cảm ơn chị Lisa Đỗ, chị đã đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa lâu nay, nhất là giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi chị không phải giúp mình ở Thanh Hóa mà thôi, chị giúp ở nhiều nơi khác nữa, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa ở trong Tây Nguyên, và đặc biệt là chị có lòng yêu mến các cha các thầy các sơ, cho nên là chị lại đỡ đầu cho mấy thầy nữa, đang nuôi mấy thầy để giúp mấy thầy giống như các thầy đó, để giúp cho các thầy có điều kiện để học hành, để mai ngày trở thành những linh mục tương lai. Thì xin hết lòng cảm ơn chị Lisa Đỗ, xin Chúa chúc lành và công hội hậu cho gia đình của chị. Cảm ơn các điều dưỡng, các nhân viên bệnh viện nhé, chị cô bác phối. Chúc cho bác gặp thầy gặp thuốc nhé. Dạ. Vâng. Chúc bác mau khỏe ạ. À. Con cảm ơn cha. Dạ, cảm ơn chị. Ra bố mẹ nhé. Đi vệ sinh phòng nhé. Vâng nhé. À mới đi học về ạ. Tham gia đợt vừa rồi bọn con có chuỗi hoạt động kỷ niệm công tác xã hội á, yoga cười đấy, tham gia cả yoga cười này, cắt tóc này, hôm vừa rồi thợ cắt cho không sau này thợ quê ở đâu, ở trong ở xã nào, ở trường. Hôm nay lại lên đây bệnh nhân, nhưng mà đi thăm bệnh nhân. À, đi thăm bệnh nhân đúng, mình phải đi vậy cho nó mau hết bệnh nha. Bệnh nhân vẫn còn đang chuyển đang là băng bó này, đang băng bó tuần rồi nhỉ. Bác ơi, đây là Trang Văn Thường, cha là giám đốc ban bác ái Caritas Thanh Hóa và giám mục Thanh Hóa. Để cũng biết thông tin của chúng con, anh hai cha có những điều kiện để thăm hoàn cảnh của anh cha cũng đã nắm được cơ bản, là chúng cháu cũng đã tiếp nhận thông tin từ gia đình. Hôm nay thì cha cũng trực tiếp thăm, có gì thì bác cũng trò chuyện thêm cùng cha nhé. Các cha các sơ tình nghe tin với cháu như vậy, cho nên là cũng có một lời chúc
tích hợp các ân nhân và các ơn đó chúng ta cho gia đình nhé. Cảm ơn cha sư. Cảm ơn gia đình và các thầy cô bác nhé. Thầy cứ phát tác cho Chúa thì xin Chúa cho lành cho cháu, để cho cháu được bình phục. Dạ. Các cha các sư cùng nguyện với cháu. Cảm ơn các ân nhân của ca tác sinh hóa và cũng chúc những cái phần quà để chúng tôi giúp đỡ cho những ân nhân những con trẻ khó khăn. Cảm ơn chị Nhung, cảm ơn chị Hải nhé, cảm ơn các chị rất nhiều. Đây là chị Nhung, đây là bên phòng công tác xã hội Việt Nam nhé. Trong quá trình ở đây nếu mà bác có cần thiếu hỗ trợ ấy ạ thì đầu tiên là cứ báo lại với các anh chị Hoa, chị Hải. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!